Chúng tôi là tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan, xin hân hạnh tái ngộ lại cùng quý vị, quý đồng hương với một chương trình mới rất là đặc biệt, đó là diễn đàn Sức mạnh lá phiếu Việt Vote Houston. Lý do tại sao em bầu trong cái cuộc bầu cử sắp tới là tại vì bố mẹ lúc qua từ Việt Nam tới Hoa Kỳ thì hy sinh rất là nhiều để cho em có thể lớn lên và trưởng thành bên đây, để cho em có thể học hỏi cao và thành công trong xã hội. Và trong đời em sẽ không có bao giờ trả ơn hết cái nợ của bố mẹ, nhưng em có thể bắt đầu bằng cách bầu cử. I vote because although elections are only one aspect of political engagement, voting touches nearly every facet of daily life, from safety to housing to education and even to our health. So if you have not voted yet, please go out to vote and bring your friends and family with you. Please generate all the energy and enthusiasm you can about this election cycle, because we are truly trying to make history here. So go out there, generate some energy, and just be super, super passionate and enthusiastic, and I can't wait to see us make history this year. If you are not at the table, then you are on the menu. Có nghĩa là sao? Người ta muốn nấu mình kiểu nào thì người ta nấu, là bởi vì mình sẽ không có cái quyền chọn lựa. Thì mỗi người chúng ta đều đóng thuế, tiền thuế nó đi đâu? Tiền thuế đó thì chính quyền dùng cái tiền thuế đó để mà chi ra cho các cái chương trình phúc lợi cho xã hội. Nhưng mà nếu chính quyền họ chẳng để ý gì tới người Việt mình cả, họ dùng cái tiền đó họ chi cho cộng đồng này, cộng đồng kia, mà cộng đồng Việt Nam mình không có đồng nào hết. Thế thì chúng ta có muốn chuyện đó xảy ra hay không? Đó. Và nếu mà muốn xài cái tiền thuế là phải có tiếng nói của mình, người ta phải để ý tới mình, thì mình phải hiện diện. Mình phải hiện diện tại thùng phiếu và bỏ cái lá phiếu. Chúng tôi thấy rằng mỗi một lá phiếu là một viên gạch để chúng ta xây dựng nền dân chủ. Văn phòng MacroDCPA hân hạnh được góp một bàn tay hỗ trợ cho chương trình Việt Vote Houston. We hope that we continue to spread awareness of the importance of voting, especially to the Vietnamese community. So for the Vietnamese community to make an impact, make a statement, I highly encourage all of you to go vote. Việt Vote Houston! Việt Vote Houston! Your vote, your voice, your destiny. Việt Vote Houston. Việt!